chúng ta họp mặt lại đây để kỷ niệm 55 năm ngày các âm sinh viên sĩ quan quân nhân của Sáp Ba A đã lần vào quân trường. Và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và xin tràn vỗ tay thật lớn cho anh Nguyễn Văn Quốc, trưởng ban nhân dân quân. Kính thưa quý liên trưởng, kính thưa các chị, các bạn hiền khóa Sáp Ba A, cái vinh dự của tôi là mai mười mấy năm rồi tiếp tục để tổ chức cho khóa Sáp Ba A một lần nữa. Tôi hứa 100 năm rồi, biết con ráng lại 100 năm xong. Thì ngày hôm nay đó thì theo như các bạn á, chúng ta đã 55 năm nhập ngũ nhưng mà có khoảng 45 năm, 50 năm, 53 năm không gặp mặt nhau. Thì cho tôi xin phép để tôi giới thiệu từng người, mất thì giờ chút nhưng mà các anh chị cho phép để chúng ta khóa Sáp Ba A còn nhận mặt, còn nhận nhau là đồng môn. Thứ nhất tôi xin giới thiệu đại tá Vượng và phu nhân công đường trưởng công đoàn 41. Trung tá Thành và phu nhân Nguyễn Toàn, Trung tá Hùng không được phó không được và anh Ẩn nếu mà tôi ngoài ra ngày hôm nay tôi thay mặt tất cả các anh em khóa Sáp Ba A xin chào đón chị Nghiêm, dù anh Nghiêm đã đến đây với tất cả các anh em của Sáp Ba A để cho chúng tôi gặp lại chị và nhớ tới anh em. Tôi xin giới thiệu hai chị đã từ lâu mất ông xã, chị Vi và chị Cả. Còn có chị Hiệp, nhưng mà chị Hiệp bữa nay gì đi làm không tới được. Tôi xin tiếp tục giới thiệu những bạn từ xa. Anh Lê Ngọc Bình từ Louisiana qua Bình Navy từ Long Bình. Anh chị Nguyễn Thái Bảo. Anh Nguyễn Văn Thiên. Một thời lần là lâu rồi. Anh chị Đại Tứ Phiên Lê Vi. Mọi thằng em nhận được Nguyễn Thổ Toàn. Anh chị Quỳnh Nhân Bông. Anh chị Đỗ Quân Xuân. Mình á, kỹ thuật là các anh dạy hóa đáo nhưng mà có anh Xuân tôi anh còn mẹ lắm, mình 86 tuổi anh chân còn căng, bữa nay là mình cũng tới rồi. Kỹ thuật là anh Xuân mà Xuân mà anh Cứ. Anh Kiệm. Bây giờ còn lại có ai từ xa tới mà tôi giới thiệu. Bây giờ tất cả các bạn ở miền Nam cho đi, tôi giới thiệu từ tâm. Bữa nay có anh Cang tới nữa nè, Cang niên trưởng của mình. Bây giờ tôi xin lần lượt giới thiệu để các bạn nào mà không có nhớ ra thì đây là anh Nguyễn Kim Trung. Anh là thành viên đắc lực trong ban tổ chức của chúng tôi mấy năm nay rồi.
anh bạn 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 không quen quá rồi. Cũ rồi, cũng trắng cái này, cũ. Anh Liễm, anh Huệ, anh Trần, anh Tuấn, anh Nguyễn Kiểm, anh Hùng, anh Bảo, anh Hiển, anh Tuyết, anh Cũ, cũ này có danh là Cũ Đen. Cũ Đen. Sau đây xin quý anh chị mình nhớ tao cử thì ở quá vậy mà do nặng đi hơi căng đã từ hôm nay không có nhập được với ba sao hoa. Hôm nay chị đặt khỏe mạnh lên sẽ nói với anh chủ cho chị đi nhập lại các anh chị xong mời chị chủ. Và đồng thời thì cũng thay mặt ban tổ chức của Sapa A và khóa Sapa A xin thay mặt các đồng chí đã đóng góp cho Sapa A số tiền rất là không cho nó một số nó nhận này rồi. Cảm ơn chị Bông cũng đã yểm trợ cho tổ chức khóa lần này. Cảm ơn bạn Vũ Văn Bằng, ông chủ phở bằng ở New York. Riêng anh Kiểm là một mạnh thường từ xưa tới nay bị tạo một số rất là lớn. Mạnh thay mặt cảm ơn tất cả quý vị. Thân giới thiệu quan khách và cả các anh chị của Sapa A tôi xin hết. Tôi xin giới thiệu anh xin lỗi một phút, xin hân hoan chào đón tất cả quý vị và các anh chị. Sau đây thì tôi xin giới thiệu anh sếp của tôi, anh Quỳnh Nhân Phố, hội kính chào tất cả quý điện trưởng, xin chào tất cả anh chị em trong khóa 63. Ok, hôm nay là chính ra khóa 63A là tới hôm nay là 55 năm có lẽ, tức là từ 1 tháng Giêng năm 63 tới giờ này thì đã tháng 7 rồi, kể như là 55 năm 7 tháng. Thì ngày mai sẽ có những cái restaurant Majesty. Ok, chúng tôi có tổ chức một cái đêm văn nghệ ở đó. Thì cứ hy vọng tất cả anh em đều đón mặt. Thì từ nãy giờ anh Phúc giống như chị Tứ đã nói hết những cái giới thiệu tất cả anh em với liên cưỡng trong cái buổi tiệc hôm nay rồi, thì tôi không cần phải nhắc lại. Nhưng mà dù sao trong bao nhiêu năm chúng tôi làm hội trưởng làm leader thì rất cảm ơn anh Phúc Đào hỗ trợ 100%, rồi anh Nguyễn Công Trung, anh Ngô Đức Vũ, cũng như xin cảm ơn anh Huy Huệ đã cho mượn cái căn nhà này để tổ chức hàng năm. Thì cũng 3-4 năm nay cũng đã tổ chức cùng một cái chỗ này, thì xin một lần nữa xin cảm ơn anh Huy Huệ. Ok, last but not least, tức là hồi 4 năm trước thì tôi đã, anh em đã bắt buộc tôi phải làm thì tới ngày hôm nay thì cũng đã mệt mỏi rồi,
Ôi con rồi thì bị keo cái chân mặt tập quân binh. Mới 2-3 ngày sau nó bị cái keo bên chân trái và xã lao quá trời nó thấy ăn không chịu kiên cử. Dấu mi cho heo. Hoặc là đi casino. Ông dân không chơi cho heo. Là ăn tiếp thì làm sao mình cử được. Miệng mà hai cái thân. Anh và xã cũng thầy nhằn. Thì hôm nay tôi xin resign, tức là tăng chức. Ok, xin tất cả anh em cũng phải chấp nhận cho đó. Thì trong hy vọng anh em cũng có nhiều người đề nghị là hy vọng là khóa sẽ tổ chức 60 năm. Thì còn 4 năm mấy nữa thì tất cả anh chị em cùng phải ráng. Thế mình sẽ tổ chức được 60 năm. 60 năm thì mấy anh là thất thập ngũ lai hy. Ghê luôn. Anh hy vọng là 4 năm mấy tháng nữa thì chắc hy vọng chúng ta sẽ kéo tới 60 năm. Thì tôi xin cũng đề nghị cho những anh em nào mà có khả năng giống như anh đây hoặc là anh Trung hoặc là Quynh anh Tứ thì sẽ thay thế tôi để tiếp tục cái nghề mà 60 năm. Nhưng mà dù sao tôi cũng bận lúc nào cũng phải gặp tất cả những anh được mấy 100% tôi xin hứa. Cảm ơn tất cả mọi người, cùng với tất cả người dân có sang ba. Tưởng đâu thì kia là giới thiệu một cái 80 rồi. Ê, cái cái. À, quý vị thưởng.